Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên tin tức 24h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong bản tin mới nhất về dịch Covid-19 hôm nay, mời quý vị đến với tin tức nóng nhất sau đây. Hà Nội thêm một ca nghi mắc Covid-19, 5.000 người phải xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn cấp. Bi hài cảnh gia đình 3 lần hoãn cưới con vì Covid-19 khẩn trương truy vết hơn 5.000 trường hợp liên quan đến ca bệnh ở Đông Triều. 2 ca dương tính SARS-CoV-2, Gia Lai phong tỏa một phường và một trung tâm y tế. Quảng Trị cách ly tập trung tất cả người về từ Chí Linh và sân bay Vân Đồn. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Hà Nội thêm một ca nghi mắc COVID-19, 5.000 người phải xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn cấp. Trao đổi với phóng viên mới đây, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội Trương Quang Việt cho biết đơn vị đang cùng Sở Y tế và các quận huyện đã ra soát được hơn 5.000 trường hợp trong diện phải xét nghiệm RT-PCR ngay do có liên quan đến các ổ dịch COVID-19. Ông Việt nói, các đơn vị ra soát được 5.000 trường hợp nhưng theo tính toán của chúng tôi con số nhiều hơn vậy. Chúng tôi đang dự tính con số có thể lên tới 8.000 người. Cũng theo lãnh đạo CDC Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với các quận huyện để nhanh việc lấy mẫu, xét nghiệm cả ngày lẫn đêm để kịp thời khoanh vùng các trường hợp nghi nhiễm. Hiện CDC Hà Nội đã hoàn thành lấy mẫu cho khoảng 1.000 trường hợp và phát hiện ca dương tính đầu tiên ở quận Nam Từ Liêm. Ca này là F1 của một bệnh nhân mắc COVID-19 ở Hải Dương. Chúng tôi vẫn đang giả soát các trường hợp F1. Người này trước đó ở Hải Dương về Hà Nội từ ngày 17 tháng 1, có hơn 10 ngày di chuyển nên lịch trình có thể rất phức tạp ông trương quang việt lo ngại đánh giá về tình hình dịch hiện nay ông việt bày tỏ còn nhiều điểm chưa rõ về nguồn lây cũng như khó khăn khi tết cận kề là lúc người dân di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác rất nhiều hiện mọi phân tích chỉ mang tính võ đoán chúng tôi phải ra soát đánh giá lại một cách chi tiết tình hình dịch bệnh quan trọng hơn đẩy nhanh đốc tốc độ xét nghiệm khoanh vùng kịp thời quan trọng hơn bây giờ là phải đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm khoanh vùng kịp thời ông việt nói Sáng ngày hôm nay 30 tháng 1, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin, ca nghi mắc Covid-19 là NQM, nam 41 tuổi, trú tại phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với nguồn lây virus khi đi dự đám cưới ở Hải Dương. Ngày 17 tháng 1, bệnh nhân trở lại Hà Nội. Gần đây người này có dấu hiệu ho, sốt Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xét nghiệm cho trường hợp này kết luận dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Trung, Đông Anh, Hà Nội. Sở Y tế Hà Nội xác định bước đầu có 29 người tiếp xúc gần F1, nhưng có thể còn nhiều hơn. 29 người này được đưa đi cách ly tập trung. Trường tiểu học nơi con của người đàn ông này theo học đã ra thông báo khẩn, học sinh cả lớp và giáo viên chủ nhiệm là F2, cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường là F3 các học sinh trong lớp nơi con bệnh nhân học đã được cách ly tại nhà. Trước đó, Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đó là bệnh nhân 1581, quận Hoàng Mai, bệnh nhân 1654, Nam, quê Hải Dương, trọ tại Cầu Giấy. Tin tiếp theo, bi hài cảnh gia đình 3 lần hoãn cưới con vì COVID-19. Vâng thưa quý vị, ông Nguyễn Bá Chiến, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Thạch Hà Hà Tĩnh chia sẻ về câu chuyện hy hữu chỉ có trong thời đại dịch Covid-19, ba lần phải hoãn cưới con. Ngày 29 tháng 1 là lần thứ ba gia đình ông báo hoãn việc cưới con trai để đảm bảo an toàn trước dịch bệnh. Theo dự kiến đám cưới con trai ông được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, Tuy nhiên hiện nay dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp nên ngày 29 tháng 1, ông Nguyễn Bá Chiến lên mạng xã hội đăng tải thông báo hoãn cưới con trai. Gia đình ông Nguyễn Bá Chiến và bà Bạch Thị Tuyết, tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà xin thông báo do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, vậy gia đình xin được dừng tổ chức liên hoan hạnh phúc cho hai con chúng tôi ngày 1 tháng 2 năm 2021, kính mong tất cả quý vị khách quý hết sức thông cảm. Nội dung ông Chiến đăng tải Ông cho biết gia đình đã phát thiệp cưới tới khách mời, đồng nghiệp và cũng đã đặt mâm cỗ, nhưng vì lợi ích chung của xã hội nên gia đình mong mọi người thông cảm. Cưới hỏi là chuyện hệ trọng của gia đình, tuy nhiên để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh, tôi chủ động thông báo hoãn cưới con. Lúc đầu thì con cũng có chút buồn, nhưng khi được mọi người chia sẻ động viên nên vui vẻ đồng ý, ông Chiến chia sẻ. Cũng theo ông Chiến, đây là lần thứ ba việc đám cưới của con phải tạm hoãn, một lần là cưới tại quê hồi tháng 4, lần thứ hai là tổ chức liên hoan ở Vũng Tàu, lần thứ ba là sắp tới đây, nhưng cả ba lần phải tạm hoãn, ông Chiến cho biết. Ông Trần Việt Hà, Chủ tịch UBND huyện Thành Hà cho biết, trong các cuộc họp, huyện đã quán triệt tuyên truyền tất cả cán bộ công nhân viên chức trong cơ quan, cũng như người dân cần nêu cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Là cán bộ thì càng phải ý thức trách nhiệm cao hơn. Việc làm của gia đình anh Chiến thể hiện trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo an toàn cho mọi người. Huyện có sự động viên, chia sẻ với gia đình. Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết. Tin tiếp theo, khẩn trương truy vết hơn 5.000 trường hợp liên quan đến các ca bệnh ở Đông Triều. Liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đến nay truy vết được hơn 5.000 trường hợp liên quan. Cụ thể, theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh tối ngày 29 tháng 1, nhờ kích hoạt các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất với biện pháp quyết liệt, tập trung tối đa nhân lực trong công tác truy vết, sàng lọc đến F5. Đến nay, truy vết được hơn 5.000 trường hợp liên quan đến các ca bệnh mắc COVID-19 tại Đông Triều, Quảng Ninh. Trong số đó, trường hợp F1 là 101 người, đã thực hiện lấy mẫu 42, kết quả dương tính 3, âm tính 39. Số trường hợp F2, 1.276 người, đã lấy mẫu 53 người, kết quả âm tính. Số trường hợp F3, hơn 2.000 người, F4, hơn 1.600 người. Cơ quan chức năng đã lấy tổng cộng 721 mẫu, xét nghiệm 95 mẫu, kết quả dương tính 3 mẫu, âm tính 92 mẫu, còn 626 mẫu đang được xét nghiệm. Trước đó với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là thị xã Đông Triều nằm giáp danh thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương, nơi có ổ dịch lớn, tỉnh thành lập tổ công tác phản ứng nhanh để hỗ trợ thị xã Đông Triều phòng, cử một phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo, đồng thời điều động 500 cán bộ y tế, sinh viên ngành y tăng cường cho thị xã này. Việc phong tỏa xã Bình Dương giãn cách xã hội toàn thị xã Đông Triều cũng được thực hiện từ 12 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2021 đến 12 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2021. Cũng trong ngày 29 tháng 1, thị xã Đông Triều phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tiếp tục thực hiện phun khử khuẩn, tiêu độc tại các địa điểm có ca COVID-19 tại các khu vực xã Bình Dương, An Sinh, Thủy An, Nguyễn Huệ và hai khu vực cách ly tập trung của thị xã Đông Triều. Tám chốt kiểm soát người, phương tiện hoạt động tại các điểm quan trọng được thành lập, đồng thời thành lập 258 chốt kiểm soát dịch bệnh tất cả các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Tin tiếp theo, hai ca dương tính với SARS-CoV-2, Gia Lai phong tỏa một phường và một trung tâm y tế. Kính thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có công địa khẩn chỉ đạo thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống dịch COVID-19 do ghi nhận hai trường hợp dương tính lần một với SARS-CoV-2. Hai trường hợp dương tính này là vợ chồng chị Thờ và anh Hát, cùng sinh năm 1982, trú tại 26 Lý Thường Kiệt, tổ 4, phường Cheo Reo, thị xã Ajunpa, Cụ thể, chị Thờ đã tiếp xúc với bệnh nhân chờ sinh năm 1986, ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là bệnh nhân 1612. Ngày 17 tháng 1, chị Thờ cùng chồng đi đến tỉnh Hải Dương. Ngày hôm sau, chị Thờ đi chung xe với bệnh nhân 1612, đưa dâu lên huyện Ba Vì, Hà Nội và cùng trở về cùng xe. Ngày 20 tháng 1, vợ chồng Thờ đón xe khang viên. Biển kiểm soát 34B1402 từ Hải Dương về Gia Lai. Trên chuyến xe này có tổng cộng 16 người, chủ yếu về Đắk Lắk, có 5 người về Gia Lai. 4 giờ ngày 21 tháng 1, vợ chồng thờ xuống xe ở ngã ba Chư xe Gia Lai, rồi đón xe ô tô biển kiểm soát 63K 00658 chạy tuyến Krongpa Gia Lai để về thị xã Ajunpa. Sau khi về, thờ đi làm bình thường ở trung tâm y tế huyện Lapa. Trong khi đó anh Hát có đi dự đám cưới ở Buôn Tăng gần gara Tiến Đạt, xã Yamaron, huyện Yapa. Gia đình thờ có 6 người gồm bố mẹ chồng, hai con đang học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Văn Tám, thị xã Ajunpa. Theo giả soát ban đầu của cơ quan chức năng, hiện có 25 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp trên đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 30 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có công địa khẩn số 03 cd ubnd thông tin chính thức về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng chống COVID-19 do ghi nhận hai trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến ca bệnh 1612. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tỏa toàn bộ trung tâm y tế huyện Yapa, xã Yamaron, huyện Yapa và phường Chereo, thị xã Ajunpa từ 5 giờ ngày 30 tháng 1. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh Gia Lai họp, công bố điện khẩn chỉ đạo các sở ngành địa phương liên quan triển khai biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, đối với thị xã ajunpa phong tỏa toàn bộ phường Chareo từ 5 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới và áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết, đi làm việc và các trường hợp khẩn cấp khác. Không tập trung quá hai người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc. Tạm dừng tất cả các hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng từ thị xã Ajunpa ra bên ngoài. Đối với huyện Iapa, phong tỏa toàn bộ trung tâm y tế huyện Iapa và xã Iamron từ 5 giờ ngày 30 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới và áp dụng nghiêm các biện pháp theo chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Junpa, huyện Iapa bố trí lực lượng để thực hiện phong tỏa địa bàn, huy động lực lượng y tế, lực lượng quân sự tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn các khu vực phong tỏa đội phản ứng nhanh và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc khoanh vùng cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, thực hiện cách ly y tế tập trung đối với F1, cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2. Trước đó liên quan đến trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nâng mức báo động phòng chống dịch đối với ban chỉ đạo của tỉnh và ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Yapa, Krongpa và thị xã Ajunpa lên một cấp. Tin tiếp theo thưa quý vị, phát hiện đối tượng vượt biên trái phép khai gian dối để trốn cách ly. Mới đây, đội an ninh công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với công an xã Thiệu Khánh tổ chức đưa đối tượng VNQ sinh năm 1997, trú tại xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đi cách ly tập trung. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, đội an ninh và công an xã Thiệu Khánh phát hiện quy là trường hợp đi làm ăn tại Lào về địa phương nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhưng đã gian dối trong việc khai báo nơi cư trú và làm việc trước khi về địa phương. Ngày 25 tháng 1, VNQ đã đến công an và trạm y tế xã Thiệu Khánh khai báo bản thân đi làm ăn ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về địa phương. Tuy nhiên, qua công tác xác minh, công an thành phố đã xác định Quy không sinh sống tại thành phố Pleiku. Ngày 29 tháng 1, đội an ninh, công an thành phố đã mời VNQ lê công an xã Thiệu Khánh để khai thác. Tại đây, Quy khai nhận, ngày 23 tháng 1, Quy nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua đường Tiểu Ngạch tại khu vực gần cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ngay sau khi xác minh đầy đủ thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an xã Thiệu Khánh phối hợp Trung tâm Y tế thành phố được quy định cách ly tập trung theo đúng quy định. Chuyển sang tin tiếp theo, Quảng Trị cách ly tập trung tất cả người về từ Chí Linh và sân bay Vân Đồn. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Lê Đức Tiến vừa có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đối với những công dân trở về từ các tỉnh có dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 1, bắt buộc phải khai báo y tế, xét nghiệm COVID-19 và giám sát y tế tại nhà. Đối với những công dân trở về từ thành phố Chí Linh tỉnh Hải Dương và sân bay Vân Đồn Quảng Ninh từ 28 tháng 1, bắt buộc phải cách ly tập trung. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giám đốc sở, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương giả soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế chủ trì phối hợp với lực lượng chức năng, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo khai báo y tế bắt buộc, xét nghiệm PCR, giám sát y tế tại nhà đối với tất cả công dân trở về từ tỉnh có dịch kể cả từ ngày 1 tháng 1. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 tại những nơi tập trung đông người, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, nhà máy, khu công nghiệp, dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết. Trường hợp cần tổ chức thì người đứng đầu cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các xã phường, thị trấn kích hoạt tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng để kịp thời phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương và phối hợp quản lý với các trường hợp giám sát sức khỏe tại nhà, nơi cư trú. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục giả soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận, tổ chức cách ly khi có yêu cầu. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố tăng cường bố trí lực lượng, huy động đội ngũ dân quân tự vệ quản lý các khu vực biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, đặc biệt là các tuyến đường mòn, lối mở, đường sông. Phối hợp điều tra, xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, cơ sở lưu trú, khách sạn chưa chấp người nhập cảnh trái phép, chống đối không chấp hành quy định phòng chống dịch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin hữu ích, quý vị và các bạn đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng tin tức 24 giờ TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo.